Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Supersướng.vn thì đã thay đổi hoàn toàn mới và không còn như trước nữa, và có một cái sự kiện trung thu nó lên tới tận 200% giá trị thẻ nạp. Là như các bạn nạp 100.000 thì các bạn sẽ được gấp đôi hay gấp ba. Cái đó nhân 200 thì mình biết chắc như là được 200.000. Đấy, 1 nhân 2, ví dụ 200.000 các bạn sẽ được 400.000, kiểu như vậy. Thì nôm na rằng sự kiện ngày hôm nay thì nạp 20.000 thẻ cao sẽ được 25k. Nạp càng nhiều thì được khuyến mại càng cao, 50k, 70k và đặc biệt 500k các bạn sẽ được 1.2 triệu. Thì các bạn sẽ mua một cái nick 1.2 triệu. Và đặc biệt nữa thì đây mới là nhấn mấy, nhấn 100 mấy chục phần trăm mình rõ nha. Các bạn sẽ được, khi các bạn vào shop các bạn sẽ vào cái mục liên quân này, các bạn này danh mục liên quân này, các bạn thấy chưa? Đấy, xem tất cả này. Đấy, thì trong mỗi cái nick nó sẽ được giảm giá, giảm giá thêm 50% nữa. Đấy, 50%. Thì cái nick này các bạn chỉ nạp có tầm 500.000 thôi, thay vì 2.6 triệu mà các bạn chỉ còn có 500.000 các bạn mua được, thì nó giảm gấp 5 lần. Thì các bạn nạp tiền vào thì ưu tiên thẻ Viettel các bạn nhé. Và tiếp tục, nếu các bạn mua qua ATM thì các bạn hãy liên hệ qua mình với số điện thoại ở trên Zalo đấy. Rồi tiếp tục. Và cái shop của mình thì như bạn nói biết thì rất giống những cái shop như Mobile Việt hay các thứ hình tính. Thì có thêm những cái vòng quay là floating hệ này, skin có quay skin các bạn nhé, vòng quay full skin này, skin tuyệt sắc này, skin Zenitsu Akatsuma này, vòng skin số mình. Thì hiện tại mình sẽ review qua tạm thôi, còn mỗi ngày mình sẽ review từng mục cho các bạn rằng những cái mục nào nó tốt hay không thì mình sẽ từ từ hướng dẫn các bạn. Và đừng quên rằng hãy mua nick tại shop mosu.vn các bạn nhé, đặc biệt có sự sẵn ở quân huy các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay mình sẽ gửi gắm tất cả các bạn tiếp tục một vị tướng kê ra. Như clip trước thì ngoài cái việc mình nói các bạn khí trước khi có bó giáo tranh thì chúng ta sẽ kích hoạt chiêu bá trước ngoài một màn hình. Thì clip này thì mình sẽ nhận đến cái trọng tâm, đó chính là một cái rất là hay về vị tướng kê ra. Đó chính là chiêu 2. Chiêu 2 là một vị tướng của cái ra này, nó giúp cho toàn thể tất cả các bạn có thể outplay cực kỳ, gọi là cực kỳ hay luôn. Và clip này mình sẽ nhấn mạnh và nói đến cách tất cả các bạn dùng chiêu 2 thật là tuyệt vời để cho tất cả các bạn chơi cái ra thật tốt hơn. Đấy, mỗi clip thì mình sẽ cho ra mỗi cái mèo và mỗi cái hay của cái ra. À sai, Zitter à. Đây, quật nó luôn, quật rồi, ok. Tìm cút. Đấy, đây là những cái pha đánh nhau mà mình không gọi là có một cái tổ chức trước, cho nên mình sẽ không dùng chiêu ba và sẽ dùng chiêu ba bị động, cho nên mình sẽ không đánh nhau đấy, không giao tranh, đơn giản easy rồi. Cái pha này ra ta rồi, ra ta chạy đâu sau tộc rồi, cho nó chạy đi, mình sẽ phám tạm cái con này phát đấy. Thì chiêu hai của cái ra, ôi giời, đỉnh nó đây lại gặp thằng Victor này, cái thằng này cản sốc đấy. Chiêu hai được ghi phát tạm đấy, các bạn thấy chưa? Khi cái ra kích hoạt chiêu hai thì nó sẽ được đứng im trong vòng 1 giây hơn. Thì trong cái khoảng thời gian 1 giây hơn đấy thì nó sẽ bị loại bỏ hoàn toàn tất cả các loại sát thương các bạn nhé. Và chúng ta sẽ nhấn vào cái điểm mảnh đấy để chúng ta như nào? Băng trụ, băng trụ. Các bạn có tin mình băng trụ không mất một giọt máu nào không? Được rồi, thì mình sẽ cho các bạn thấy cách dùng băng trụ của cái đáng như nào. Và mình sẽ nói tiếp để cho các bạn hiểu rằng combo chiêu 1 khi đánh mắc chiêu 2 thì đó là một lượng sát thương to nhất của vị tướng cái đáng. Thì các bạn đừng có vội, khi các bạn dùng chiêu 1 xong kích hoạt chiêu 2 các bạn đứng im 1 giây thì các bạn sẽ thừa có thời gian để như nào ạ? Để các bạn dồn hết tất cả các sát thương của vị tướng gây ra. Được rồi, để từ từ mình sẽ thăng cao cái nhiều ở phía dưới. Đây rồi, tím ở phía dưới nhá. Tím nó ăn rồng này, mình sẽ kích hoạt chiêu 3 trước nha đấy. Đây là mình áp dụng cái con bài rồi, xúc thăng giá ta. Nó đái đấy, đây là hồi con mó bắt nó chết rồi. Cái này là mình áp dụng cái clip trước, là khi mình chủ động giao tranh thì mình sẽ kích hoạt chiêu 3 trước. Tại vì sao? Để cho khi mình dùng combo xong thì đúng lúc nó hết chiêu 3 thì mình sẽ được hồi toàn bộ cái bộ combo đấy. Nhưng mà để mà đạt được tiêu khiển đấy thì các bạn sẽ phải dùng sóng suối chiêu 1 các bạn nhé. Đấy, thì các bạn mình sẽ được hồi toàn bộ combo đấy. Rồi, tiếp theo nào. Chiêu 2, clip này thì mình sẽ nhấn mạnh chiêu 2 và pha này mình sẽ bắn trụ tầng cafe nino này. Các bạn xem này, chiêu 1 sóng chiêu 2 đừng im này, chiêu 1, chiêu 2 đừng im. Đấy, thì các bạn mình chết không mất một giọt máu đau nó luôn, chỉ mất cái pha đầu tiên thôi. Đấy, cho nên đó là một cái mèo rất hay để cho tất cả các bạn chia kết ra. Và mình
Nhưng mà pro pro cái ra thì mình sẽ không nói. Ôi đây chiêu hai, từ bình tĩnh, thậm chí bắn xương luôn, bắn xương cái pha này rồi là lên chơi này. Cái pha này kích hoạt chiêu hai đừng im các bạn này, từ từ này chiêu hai đừng im này. Đấy, nè được sát thương chưa? Nhưng địch thì ác không? Rồi thực sự là nói chung chiêu hai con cái ra nên nó mạnh anh em ạ. Các bạn mới dùng kiểu cảm giác như nó outplay hoàn toàn thằng díu các bạn nhé, outplay hoàn toàn thằng díu. Khi thằng díu quẩn cho các bạn chiêu ba vào người, các bạn chỉ cần đứng chiêu hai đừng im thôi, loại bỏ hoàn toàn tầm 80% sát thương chiêu ba còn gì. Thì mình hỏi các bạn thằng díu lấy gì để chơi cái ra đấy? Cái ra chiêu hai của nó tốt nhất đó chính là đối đầu những vị tướng sát thương chủ lực chiêu ba như thằng díu này, hoặc những vị tướng nào có chiêu ba là chủ lực, ví dụ chiêu ba nó kết như Murat chẳng hạn đấy. Đấy, những vị tướng mà nó chủ lực chiêu ba hoặc những cái đường sát thương rơi nó một con bói thì chiêu hai này nó gọi là cấu tư hoàn toàn tất cả các vị tướng có những cái sát thương chủ lực đấy luôn các bạn nhé. Đấy, cho nên lý do vì sao clip này mình chỉ nhấn mạnh đến cho tất cả các bạn chiêu hai, và lợi ích khi các bạn dùng chiêu hai đừng im trong một giây trong một combo đấy thì nó sẽ đem lại tất cả các bạn rất nhiều cái lợi thế. Thằng Richter tao thấy mình trong bùi đấy, tao thấy mình rồi đó, tao giết mình chết luôn. Như Richter của chúng tôi này, đây chưa một thôi này, Richter này bắt, ôi Richter này bắt mình các bạn ạ. Đấy, cái pha này mình vừa kích hoạt dùng chiêu hai đừng im một giây thì mình sẽ không bị ăn cái đám tụt chiêu hai thằng cái gan em. Không biết xong clip này của mình có bị nép hay không, chứ thường mình làm những vị tướng nào chia sẻ những cái mèo toàn là bị nép anh em á. Cho nên anh em tập trung vô cố gắng vào mà chơi thật nhanh đi. Đấy, các bạn thử chơi hoặc các bạn thử tập combo, các bạn dùng chiêu hai các bạn đừng nghĩ mình một giấy tạo một cái thói quen tự nhiên đấy, gọi là một cái phản xạ tự nhiên đi, chứ không nhiều khi các bạn bị cuồng ấy, các bạn dùng combo một hai sao các bạn vội đánh luôn ấy. Các bạn sẽ nhiều khi nó tạo thêm một cái thói quen, các bạn rất khó đứng im trong cái giao tranh. Các bạn ví dụ các bạn đánh nhau, các bạn kiểu khi vào cấp vào các bạn giao tranh tự nhiên các bạn bấm nút đánh bấm loạn cho tê liệt bàn phím luôn. Cho nên các bạn hãy tập một cái thói quen combat, các bạn phải nhìn cái chú thức các bạn và cách đánh các bạn phải tập bình tĩnh. Đấy, các bạn đừng có nhấp loạn làm gì đâu. Cái pha này các bạn nhá, Richter là cái sự lựa chọn mình sẽ kết hợp chiêu hai này. Đây, chiêu hai đừng im này. Đấy, đừng im một giây, thằng díu rất bị động. Rồi làm gì? Chiêu hai đừng im tiếp. Nè, con tao sát thiếu thằng díu chơi tiếp. Mạnh cực kỳ luôn các bạn ạ. Các bạn thấy chưa? Đấy. Lá vào chiêu 1. Kết thúc thằng Richter. Dùng chiêu hai đừng im một chút để thằng díu nó bị động luôn. Đáng lẽ cái pha này nhá, thằng díu nó lướt chiêu hai nó dùng chiêu ba luôn của mình. Nhưng vì mình dùng chiêu hai đừng im nó bị đỡ mất một nhịp. Rồi lần sau nó kết hợp dùng chiêu ba vào mình thì mình lại hôi chiêu hai đó. Đấy, thì cái lúc đấy. Đấy, cái pha giao tranh vừa rồi mình kết hợp với một cái ở clip trước là khi chủ động giao tranh thì mình kích hoạt chiêu ba. Thì các bạn hãy hiểu là mình vừa rồi được dùng hai lần chiêu hai liên tiếp. Nếu mà cái pha này các bạn lao lên đánh mà các bạn mới bật chiêu ba thì khả năng pha này các bạn chết rồi. Đấy, rồi tiếp tục. Rồi cà phê đi, khả năng chết này đủ đám đâu. Đám to, bây giờ đám to lắm. Đấy, cho nên mỗi clip của mình gửi gắm cho toàn thể tất cả các bạn sẽ có rất nhiều cái mèo hay. Chẳng hạn như là một vị tướng thì sẽ có rất nhiều cái mèo hack, không thể chia sẻ hết một clip được. Cho nên từ bình tĩnh, mình sẽ chia sẻ từng clip để cho tất cả các bạn có thể hiểu hơn về một cái vị tướng và chơi một vị tướng toàn diện hơn. Đến với cương lao, không còn là Nakroth chủ lực như ngày xưa nữa, mà xuyên suốt qua rất nhiều mùa giải, nhiều trận đấu. Trổ cái thằng này không biết cái ra nó đám to như nào anh em ạ. Mình đã chơi và hiểu rất nhiều vị tướng và các bạn ở đây mình sẽ chia sẻ các bạn rất tốt rồi. Thì đây thằng Zio đây. Bây giờ thì thực sự là cái đám cái ra nó quá mạnh rồi các bạn nhá. Chỉ cần chiêu 1, chiêu 2, kích hoạt hết chiêu 2 đấy là nó chết các bạn thấy chưa. Bắn với hai cái nó mất nửa cái máu thì ai chịu cho nổi cái thằng cái ra này. Đấy rồi, thì được rồi, clip sau thì mình sẽ nghiên cứu một cái vị tướng, một cái mèo khác để dành tặng các bạn. Và các bạn đừng quên hãy để lại cho mình một nút comment, nút bình luận để mình có những cái động lực, để có những cái feeling thì có thể làm những vị tướng thật là hay để dành tặng các bạn. Đấy, mình làm clip tâm huyết, các bạn để lại cho mình một comment thật là tình cảm. Đấy, có đi có lại, như vậy mình toải lòng nhau. Và hẹn gặp tất cả các bạn ở clip sau. Và chúc các bạn dùng chiêu hai cái lá thật tốt trong mọi tình huống và áo play chiêu thức của đối phương, và đặc biệt là bắn trù các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn vào clip sau nha. Bye bye. Don't run from me! I want a hug!
one can stop love. No one can take my kill. Legendary! Ow! Your team has destroyed a tower. Good. I'm coming for you. Sephira is mine. Not so final!